Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Thì hôm nay anh em cây cảnh Đại Việt tiếp tục thảo luận một cái buổi thứ hai về phân bón. Thì hôm nay có sự hiện diện của em Chí ở Tân Túc, cũng ở gần chỗ cây cảnh Đại Việt. Thì hôm nay em sắp xếp thời gian qua đây để cùng chia sẻ và tư vấn. Chào em. Ủa em mới có hả? Dạ. Em xuống em định hỏi anh một số câu hỏi. Em qua đây đi, em qua đây đi. Dạ dạ dạ. Cái chuyện ngày mai của anh em. Hoàng cho em hỏi cái là hôm bữa từ từ uống cái nước ra đi. Bữa xuống hỏi anh mấy vụ phân rồi đó. Cái em về lên em lên mạng em thấy cái phân mà đa lượng, trung lượng, vi lượng á. Anh có thể giải thích thêm cho em hiểu được. Đa lượng, trung lượng, vi lượng. Dạ. Thì bây giờ thế này nè. Cái từ ngữ khoa học á là dùng cái từ đa lượng, trung lượng, vi lượng. Thì hiện tại bây giờ tất cả các loại cây trồng, không những riêng về cây mai, thì tất cả các loại phân ở trên thị trường thì nó có là ba nhóm. Thì cái nhóm đầu tiên là đa lượng. Thì đa lượng nó gồm ba cái nguyên tố chủ yếu là nitơ là đạm, phốt pho là lăng và kali. Thì ba cái nguyên tố này là nó quyết định là gần như là 70-80% cái quá trình mà mình bón phân cho cây mai, cũng như là cung cấp dinh dưỡng cho cây mai và các loại cây trồng khác. Còn cái trung lượng á là nó là cái thành phần mà cây trồng cũng cần, nhưng mà nó nằm ở cái một cái lượng rất là vừa, không nhiều. Thì nó gồm các cái nguyên tố như là canxi, magie, lưu huỳnh và silic. Thì bốn cái nguyên tố này nó tham gia vào cái quá trình mà cây mai nó trao đổi chất, cũng như tất cả các loại cây khác. Còn cái vi lượng á, thì nó gồm là đồng, sắt, kẽm, mangan, spo, là nó là một cái lượng là các cái nguyên tố này là rất là ít, nó tham gia vào cái quá trình xúc tác, nó làm cho cái quá trình mà tạo ra chất diệp lục á, xúc tác để nó thúc đẩy cái quá trình đó, để giúp cho cái cây mai nó tạo ra những cái dinh dưỡng để nuôi cây. Em nên hỏi là cái chất diệp lục là vậy là vi lượng là sẽ tạo ra chất diệp lục. Ừ. Có nghĩa là thế này nè. Anh nói ví dụ cho này anh dễ hiểu. Ví dụ như anh NPK. Nó chính là ba cái món ăn là cơm, canh và cái món mặn hàng ngày của em. Nha. Còn trung lượng là nó gồm những cái món như là em bổ sung thêm là rau nè, rau sống nè, trái cây rồi nè ha. Còn vi lượng á nó giống như bột ngọt, đường, muối, nước mắm, nước tương, xì dầu rồi đó, gia vị. Hiểu chưa? Em hiểu nè, vậy đi ha. Đó, nó là như vậy. Rồi à, như anh cho em hỏi, như mình bón phân đa lượng không được không? À, cái đa lượng thì bây giờ á là đối với cây trồng á, thì cây mai, ví dụ như cây mai thì ba cái thành phần là đạm, lăng, kali là nó là đa lượng. Thì em bón cho cây mai là em bón từ cái tháng mà gọi là từ tháng 1 cho đến tháng 12 âm lịch. Thì khi em bón phân như vậy á thì cây mai á là nó cái đạm á thì nó giúp cho rễ của cây mai, thân, nhánh, lá nó lớn. Còn cái lăng á thì nó giúp cho cái quá trình mà nó kìm hãm lại quá trình lớn của cây, nhưng mà nó sẽ bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn như là gọi là làm nụ và làm trái. Còn kali á, là nó tạo ra cái chất lượng của cái nụ trái cũng như bông của cái cây trồng. Thì ngoài ba cái nguyên tố này á thì nó còn có trung lượng và vi lượng. Khi mà em thiếu hai cái nguyên tố kia thì cái cây của mình trồng á, ví dụ như anh nói cây mai, thì cái trung lượng vi lượng nó tham gia vào cái quá trình trao đổi chất á. Yeah. Thì nó làm cho cái bộ lá của cây mai nó đẹp, hoặc là nó thiếu, anh nói ví dụ thiếu kẽm thì nó làm cho cái sức đề kháng của cái lá mai nó yếu, là có khả năng bị cháy. Hoặc là magie thì cái lá nó sẽ không xanh và nó vàng, có nghĩa là cây mai nó vẫn sống bình thường nhưng mà gọi là nó không đẹp, nó thiếu chất á, thiếu vi lượng, thiếu độ thì là nhìn cây mai nó không có đẹp và không có đã.
đó. Thì nếu mà cái lá của cây mai mà không đạt á, thì quá trình làm nụ của cây mai á là nó bị ảnh hưởng. Có thể là nụ thì vẫn có nụ, nhưng mà cái bông của cây mai á là khi nó thiếu thiếu chất á, là cái nụ nó nhỏ, nó nở nhưng mà nó nhỏ, bông nó không đẹp, cánh nở không thẳng. Thì đòi hỏi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây mai á, thì mình cần bổ sung đầy đủ các cái nguyên tố trung lượng, đa lượng và vi lượng đó. Thì vậy thì em thấy trong mấy cái phân hữu cơ, ví dụ như trong đó vẫn có hàm lượng te đúng không? Ừ. Nếu mình xài phân hữu cơ không có đủ cung cấp không? Thì hồi trước á, cái lúc mà công nghệ nó chưa phát triển mà cái nhu cầu cũng chưa có cao á, thì đa phần là cái phân hữu cơ đó là nó trộn có chỉ có nitơ đạm và nitơ đạm lăn kali thôi, nó không có te. Thì những cái thời gian gần đây á, nhiều công ty người ta cũng đã sản xuất ra có cái hàm lượng te, thì cái lượng hàm lượng đó nó cũng là nhỏ thôi chứ nó không nhiều, cái đó gọi là bổ sung á, bổ sung. Nhưng mà khi mình bón cho cây mai á, thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình hấp thụ của cây mai nữa. Ví dụ như bây giờ cây mai mình nó hấp thụ vào, nhưng mà khi mà cái nhu cầu nó cao thì cũng có khả năng là không đủ, thì lúc đó là buộc là mình phải sử dụng thêm. Một là em sử dụng thêm cái phân vô cơ để em bón lót, hoặc là những cái phân bón lá mà dạng hữu cơ vô cơ thì em pha, em phun á, là em phun trên thân trên lá để cây nó hấp thụ thêm. Hoặc là bây giờ nó có những cái sản phẩm như là như thế này, là cái dạng nó sản xuất chuyên về vi lượng. Vi lượng thì bây giờ nói chung mà vi lượng là mình nói chung thôi, nhưng mà thật ra là nó chia ra rất là nhiều nhóm. Thì khi mà em phát hiện cái cây mai của mình nó thiếu cái chất gì, thì lúc đó là mình sẽ mua đúng cái loại đó để mình phun, mình bổ sung đó. Thì nãy em cũng có nói rồi đó, vi lượng nó có tới gần 6-7 nguyên tố, mà mỗi nguyên tố là nó thể hiện là cái vai trò khác nhau không, mà có chức năng đó, thì chức năng khác nhau. Thì nếu mà có cơ hội thì anh sẽ giới thiệu chi tiết từng cái nguyên tố đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà phát triển của cây mai, là cái lá nó như thế nào. Thì trong cái thời gian gần đây á, là anh thấy cây mai á, là cái biểu hiện trên lá của nó thiếu vi lượng rất nhiều. Mùa mưa tới cũng là nó là không, mùa nắng thiếu, có nghĩa là từ cái giai đoạn mà từ cái tháng 1 mà sau Tết á, thì cái giai đoạn mà tháng 1 cho Tết á, mình cắt tàn, mình cắt chậu, mình cắt bầu, mình thay phân á, thì mình không có bón phân á, thì lúc này cái thời tiết nó nắng nóng mà mình không có bón phân được, nên đâm ra là cái cây mai nó thiếu chất rất là nhiều, mà chủ yếu là thiếu vi lượng. Cái gì đó em chào khách giùm chị cho nha chị. Alo. Cái gì vậy? chú em alo chị nha, em đang bận chút. Dạ. Anh Yến. Đó là tới đâu ta? Hiện tại em có chơi mai được 2 năm rồi, thì em cũng tìm hiểu thì em cũng biết đó, thì vi lượng bây giờ là không những công ty trong nước và những công ty nước ngoài nó sản xuất rất là nhiều, và tùy theo cái gọi là cái tỷ lệ cũng như cái nồng độ mà các cái chất ở trong mỗi lộ phân đó là cao hay thấp thì mình mua mình dùng đó. Thì nói chung là bây giờ là cái cây trồng bây giờ là do mình, đối với những cái cây mai mình trồng trên chậu á, là hầu như là mình chỉ tưới nước thôi, còn lại là tất cả các chất đều không có, nên là mình buộc phải dùng phân mình bổ sung cho nó tất cả các loại phân. Còn những cái cây mai mà nằm đất á, thì nói chung là trong đất nó có đầy đủ các cái nguyên tố, thì không biết nhiều ít nhưng mà nó cũng hút được, nên là cái cây mai nó cũng có được cái một cái lượng chất nào đó để nó giúp cho nó tồn tại và nó lớn mạnh. Thì em thấy cái người hàng xóm em nó cũng cây mai trồng dưới đất á, thấy bà cũng tưới nước mà cuối năm bà cũng có bông, nhưng mà tại sao mà thấy mình vô chậu sao vô nhiều loại phân quá. Thì bây giờ như anh mới nói đó, thì những cái cây mai mình trồng đất á, thì trong đất là nó có đầy đủ đạm, lăng, kali và các nguyên tố trung lượng, vi lượng, nhưng mà tùy theo cái loại đất mà cái dinh dưỡng nó nhiều hay ít. Đó thì hồi xưa giờ đó là mình thấy những cái cây mai á, mà mình thấy ở những cái gia đình ông bà mình á, thì rất là ít bón phân, nhưng mà chỉ bón nước, thì cái cây mai nó Tết nó vẫn có bông, nhưng mà tùy nhâm á,
có nghĩa là tùy năm, có năm thì nó khỏe, nó mạnh thì bông nó nhiều, nhưng mà còn cũng có những năm là nó ít, nhưng mà luôn luôn nó có. Còn khi mà cái cây mai mà em mua về em nuôi trên chậu thì do là cái giá thể mình trồng là cái xi dừa rồi châu sống. Nếu ở Bến Tre là những anh em mà kinh doanh ta chỉ trồng hai loại đó thôi, thì em thấy rồi đó, xi dừa châu sống thì có gì dưỡng gì đâu, thì nó chỉ giúp là nó giữ cái độ ẩm thôi, khi mình tưới nước vô nó giữ độ ẩm thôi, còn lại là cái dinh dưỡng là mình phải bón, phải bón là phải bón định kỳ, và mình phải bón đúng cái từng cái loại đạm, lăng, kali và các cái nguyên tố trung lượng vi lượng, bón như thế nào cho cái cây nó đủ từng cái giai đoạn để nó. Còn nếu mình không bón là nó chỉ hút nước lên thôi, nó hút nước lên thì cây nó không bao giờ nó tốt được. Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng 2 tháng thôi thì em nhìn trên lá của cây mai là nó biểu hiện rất là rõ, lá mỏng rồi là màu phân của mình. Rồi màu nó nhạt, rồi trong khi là nắng quá đó, thì thiếu nước và thiếu phân là nó cái sức đề kháng nó không có, rất là dễ bị trái đó, đúng không? Đó là như vậy, nó lý do là khi mình nuôi cây mai trong chậu hay là bất cứ những cái loại kiểng nào đó, thì mình hay bón phân, và nó cũng phụ thuộc vào cái giá thể mình trồng. Nên là trong cái kênh của anh á thì anh luôn luôn là lúc nào anh cũng luôn luôn là nói là xi dừa châu sống, rồi cát, rồi vỏ đậu phộng, rồi than đá tổ ong, và ít đất, nhưng mà đất của anh là anh bỏ vài cục thôi để cho nó giữ ẩm, để khi những cái trường hợp mà cây mai của mình nó thiếu nước á thì để nó hút vào những cái cục đất á, cục đất lên nó cũng kéo dài được khoảng thời gian nào đó, hay không? Ừ, đó đâu. Chứ mà nhưng mà em bón, em nuôi đất trên chậu thì không được. Và cái đó thì nói chung là khi nào gặp cái chủ đề về bứng cây rồi trồng cây rồi chậu thì anh sẽ nói rõ cái phần tại sao là trên cái mai trên chậu mình không trồng, không dùng đất để trồng mà phải dùng cái loại khác, hiểu không? Thì bây giờ anh hai cho em hỏi mình có cái loại phân nào mà mình đổ bón trên chậu á? Là mình nuôi từ đây một năm một là mình chỉ bón cái loại phân cho nó có bông, anh có cái loại phân nào? Có chứ, có chứ. Vấn đề bây giờ là em phải xác định là bây giờ em nuôi cây mai đó là em để em kinh doanh hay là em chơi. Chơi ví dụ bây giờ em cây mai ở nhà em chơi á, thì mình lúc đó mình không cần cái bông nhiều, thì mình chỉ cần khoảng chừng cái lượng bông khoảng chừng 80%, đúng rồi, là mình cũng chơi được rồi. Còn cái dạng như người ta kinh doanh á, ví dụ người ta cho thuê á, đúng không? Cho thuê thì bây giờ cây mai mà đem ra ngoài thị trường cho thuê thì cái người thuê người ta sẽ lựa chọn, thì người ta lựa những cái cây mai nào bông nhiều đẹp người ta sẽ chọn. Mà anh đem cây mai của anh ra 80%, 70% bông á, thì những cái người khác người ta hơn mình á, thì người ta đâu có thuê mai của mình đâu. Đó nên là mình phải có cái chế độ riêng dành cho những cái cây mai mà mình kinh doanh. Còn nếu mà cây mai ở gia đình thì bây giờ ví dụ như anh trong kênh hình như anh cũng có giới thiệu là có một cái clip nói về là chăm sóc cây mai tại nhà, thì lúc đó anh cũng giới thiệu là một cái sử dụng một cái loại phân hữu cơ, nhưng mà cái phân hữu cơ đó mà nó có nhiều cái tỷ lệ khác nhau. Ví dụ anh nói là cái phân hữu cơ mình bón á, ví dụ của thằng Hà Lan á, là ví dụ như là 4:3:3, thì em chọn những cái loại phân nào mà nó có cái tỷ lệ giữa nitơ, phốt pho, kali mà nó gần bằng nhau á, thì em có thể sử dụng kéo dài từ cái tháng 1 cho đến tháng 12 em bón, từ cái thời điểm nào thích hợp thì em bón, đúng không? Hoặc là những cái phân vi lượng thì nó cũng thể hiện cái tỷ lệ NPK và các cái nguyên tố vi lượng TE trên đó. Thì có nghĩa là bây giờ anh nói là cái phân vi lượng nó có hai loại, một là chuyên về vi lượng, hai là nó cũng có đạm lăng kali và thêm cái vi lượng đó. Nói chung là ngoài thị trường nó rất là nhiều cái loại thuốc để cho em chọn. Ví dụ như ở đây là một cái loại là thấy cái tỷ lệ là 20-20-20 có không? 30-10-10 này 30-10-10 cái này 30-10-10 á, là cái này á là nó là đạm lăng kali, thì cái này nó thích hợp dùng cho cái giai đoạn đầu tiên của cây mai, là cái giai đoạn mà từ tháng 1 cho đến tháng 6 mà anh hay gọi là cái giai đoạn phát triển á, thì mình cần nhiều nitơ. Rồi mình qua cái giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn sinh trưởng á, là từ cái tháng 7 cho đến tháng 9, thì mình sẽ sử dụng cái loại là như thế này, là 15-30-15 TE. Đó, thì lúc đó là mình sẽ tăng cái phosphor lên, lăng lên,
lúc đó mình chú trọng vào cái quá trình làm nụ cho cái nụ của nó bắt đầu nó hình thành và nó lớn, đúng không? Đó, đó là dành cho cây khỏe, anh thấy không? Đó rồi cái rồi cái giai đoạn thứ ba, cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà làm nụ cho nụ quá to, thì cái tỷ lệ nó là 18:9:27, thì lúc đó là mình ưu tiên cái thằng kali. Kali số nó lớn không ạ? À? Đúng rồi, cái nghĩa là cái số nó lớn là cái tỷ lệ kali trong cái so với hai thằng kia là nó cao nhất, thì mình ưu tiên lúc giai đoạn này mình ưu tiên làm nụ mà lúc đó mình đâu có phát triển lá cho cây mai nữa. Thì ba cái loại này đều nó có TE, TE là ký hiệu viết tắt của vi lượng. Đa chung vi lượng nằm trên cái E đó luôn. Cái này là đa lượng. À cái này là đa lượng. Cái này là đa lượng, còn cái này là vi lượng. Còn chung lượng là khác nữa nha, chung lượng là trong đây nó có thể hiện hay không thì mình phải kiểm tra. Còn cái câu hỏi của em á, cái câu hỏi của em á, nếu như cái trường hợp mà như em á là em muốn xài một loại phân một hơn. Em đơn giản là em sử dụng cái này. Đúng rồi, nhiều phân quá hồi nó quán. 20-20-20 là ba cái giai đoạn của nó là cái tỷ lệ nó là bằng nhau đó, thì em đơn giản thôi, em chỉ mua một loại về em xài thôi, em sử dụng thôi, em sử dụng cho đến từ đầu năm đến cuối năm. Rồi trong cái quá trình em sử dụng á, nếu mà cái TE, nếu mà em nhìn cái biểu hiện lá của cây mai mà nó không dày rồi nó không xanh nó không bóng á, thì mua thêm cái TE, ví dụ như là anh nói cái loại này, ví dụ bây giờ ở đây là nè. À, cái này là cái gói, này là cái gói vi lượng. Thì ở đây em thấy nè, phải không? Cái vi lượng ở đây nè, nãy anh nói em thấy không? Đây nó có kẽm nè, mangan, sắt nè, brom nè, ha. Thì cái này là chỉ cái vi lượng thôi. Thì cái này á mình pha mình cái này tưới hay phun anh? Tưới phun luôn cả hai luôn. Thì nhưng mà cái lúc phun thì cái tỷ lệ nó khác nha, phun với tỷ lệ nó thấp hơn là tưới vô gốc nha. Thì tưới vô gốc á thì nó phải thấm và rễ nó phải hấp thu được cái lên thì cái mình pha nó đậm hơn. Thường thường là gấp đôi hoặc là 2/3. Đó là như vậy. Thì nói chung là không những cái này mà những cái loại phân hữu cơ á, thì vừa như là năm rồi anh cũng có xài thử qua là anh xài cái thằng phân Hà Lan. Thì anh xài cái loại mà 4A3 thì anh xài cả năm cũng được. Cái này cách bón sao anh? Vừa phun vừa tưới lá. Thì cái này anh nói rồi, vừa pha vừa phun vừa tưới lá thì tưới luôn được luôn. Còn hiện tại á, là trong kênh của anh á, là trong cái clip mà chăm sóc mai vàng tháng 3 âm lịch á, thì anh có nói cái đó, anh có nói về cái cách bón phân, và anh có thêm một cái clip nữa là vai trò của phân bón. Thì trong đó anh có giới thiệu là cái phân hữu cơ và phân gà của Nhật á, là của công ty Nhật về á, thì cái loại đó là cái tỷ lệ của nó cao hơn cái phân của thằng Hà Lan. Thì cái năm rồi là anh có sử dụng là cái phân đó cho cả năm luôn, thì cuối cùng kết quả của nó là đem bông lại rất là ok. Có nghĩa là anh chỉ xài cái phân hữu cơ đó thôi, anh không xài phân vô cơ luôn, và anh chỉ sử dụng thêm cái loại phân bóng lá là rút 2 hoặc là thằng B1, hoặc là trong quá trình mà mình nuôi cây mai đó, thì anh thấy có những cái lá mai mà nó bị nó biểu hiện nó thiếu này thiếu kia thì mình mua thêm mình phun. Cái này là hỗ trợ đúng không? Đúng rồi, nó hỗ trợ phun. Thì mấy cái này á, là khi phun thì em phun vào buổi chiều, phun buổi chiều, còn sáng ngày mai á, nếu mà ấy thì em phun nước xả lại.